dính lưới à? Ờ dính lưới bị gì con gà sao ăn, lấy lưới anh gào, lưới một con anh gào đặng dùng cho gà nó bơi. Ừ. Rồi cái thằng này nó đi đăng mà đêm ăn cái mắt thì lưới trong mà nó ló ra khúc dày, ló đầu con dày. Mà cái đường này người ta đi chợ về ban đêm ta gặp kìa, bò qua đưa cái đầu lên phùng mới mới cầm cái đèn pin mới gọi gì nè, đang gọi đang tính là đang gọi bắt cái sâu nó ăn lá tắc nó thấy số cuộc rồi cái thọc tay vô tính bắt rồi thọc tay vô còn bao nhiêu rồi nó thói tới à. Dạ thì Mạnh kính chào cô chú anh chị. Hiện bây giờ Mạnh đang có mặt tại Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Thì hôm qua Mạnh có đăng tải cái đoạn clip mà của một cái người cô đã đi chặt cái bắp chuối này nè cô chú anh chị, mà không may bị gắn hổ cắn chết luôn. Thì hôm nay Mạnh muốn vào để mà tìm hiểu coi cái nhà hoàn cảnh của cô như thế nào, có thể mà hữu duyên đến những cô chú anh chị có thể giúp đỡ cho cô không. Thì Mạnh cũng nghe người dân xung quanh cũng như là hàng xóm nói là nhà này á, hiện giờ cô là cũng nhà nước, nhà thờ gì đó hỗ trợ chứ nhà cửa cô không có nhà cửa. Thì bây giờ Mạnh mời cô chú anh chị cùng vào ha. Ở đây là nó rất là vắng vẻ của chú anh chị. Thật sự mà hồi lúc mà Mạnh đi vô đây, chạy xe vô đây là nó vắng lắm. Từ ở đầu đường vô đây chắc có được 4 căn nhà. Em chào anh nha anh. Anh này là hôm qua là liên hệ cho Hùng Mạnh. Con chào chú. Đây chú là, anh xích vô trong đi anh. Chú là chồng của cô hả? Chú thứ mấy? Con chào hai chú. Là chú hai. Thì hôm qua là cô, bữa cô bị gắn hổ cắn hả chú? Ồ, gắn hổ cắn luôn. Là cô đi làm gì mà bị gắn cắn chú? Lên trên đây chuẩn bị bẻ bắp chuối mà dạ. Bẻ đâu rồi cua. Dạ. Với mà cắt ba cái bẻ ba cái lá sâm rồi về đang giò uống á. Bởi vì tôi bệnh đó rồi tôi nóng quá rồi nóng mình quá rồi cái này kia tôi không dám uống, bị mổ mắt rồi không dám uống, sợ uống tầm bậy chúng. Dạ. Vì cái bẻ lá sâm gì uống rồi cũng đi chẳng gì, bị cắn hồi nào không biết, đi về tới đây nó đứng thinh à. Vậy là cô đi một mình? Đi mình đó nè. Rồi. Mà nó đi không mang dép nên phải đi đi vô không nữa. Sao mình biết gắn hổ hay là gắn gì? Không biết con gắn gì. Nhưng mà cái rõ ràng là bác sĩ, hai bác sĩ nó cũng nói là dấu gắn. Dấu gắn. Mà gắn lỗ bự không? Gắn hổ là thường gắn nó bự không? Rồi là nó bầm xanh à. Nó gắn ba chiếc. Có hai dấu vô mà. Hai cái nanh vô mà nó bầm xanh à. Rồi, vậy là gắn hổ thường gắn nó hổ. Có hai cái nanh dài. Gắn hổ lúc nào có hai nanh mổ xuống mà. Là từ lúc mà cô về là khoảng bao lâu rồi cô mới mắc chú? Từ nó về tới nhà là nói chung là tôi nằm bên này. Rồi nó đi về tới đây rồi nó bỏ cái nón cọp xuống rồi nó đi suốt thẳng ngày sau luôn, nó nằm dẫn ngày sau đó. Thì tôi đổ chừng khoảng cỡ 20 phút. Cỡ 20 phút thì tôi bắt đầu tôi mới bước dò xuống, tôi tính là bước xuống đây là tôi đi xuống kêu lên nằm nhỏ hai con mắt giùm cho tôi. Dạ. Nhỏ thuốc mở mắt á. Thì tôi bước dò xuống đây thì tôi nghe nó dưới nó cỡ tôi không biết kêu gì. Thì tôi chạy xuống thấy là nó nằm trên giọng mà cái đầu nó thầm gì nó quẹo xuống gần đụng đất rồi. Gần đụng cái dáng này rồi. Tôi mới kêu trời. Tôi trời ơi trời cái gì kỳ vậy, rồi bắt đầu tôi đỡ cái đầu lên rồi tôi rồi là cái càm này nó cứ hai cái hàm này nó cứng ngắc rồi. Yeah. Như vậy là tay chân là nó bóp là gì cứng ngắc rồi, tôi quýnh quá tôi mới bỏ tôi chạy tôi vừa chạy mà vừa la chạy lên đó tôi mượn cái thằng em tôi kéo thằng em đó chạy xe lại hai anh em nó kè đi chở đi ra ngoài kè quá tóc này. Lúc đó cô có chăn chối không? Không lúc, có nói một tiếng không gì được hết. Vậy là cuối cùng về tới nhà mà lúc mà cô mắc luôn là không có nói được không có nào. Nói được cái gì chứ ư gì thôi chứ không còn ra tiếng được. Lúc nó đờm lên. Đờm nó lên dữ rồi. Là lúc đó là cứng kéo rồi. Hai con mắt là nó là hai con mắt là đục ngầu rồi. Dạ, lúc đó thấm hai con mắt nó đục ngầu rồi. Mà nhắm cái từ đẳng rồi mà lội bộ gì đây chứ phải mà giăng xe đâu. Dạ. Thường nhà thì quý bà la lên thì người ta cũng là đưa bả rồi. Bả hiền quá, không có nói được. Bả hiền. Từ trên đó về đây là khoảng 30 công. Khoảng 30 đó. Dạ. Là 20 con lội nọc nó chạy tới não luôn. Mà 30 con mà đoạn đường nó về đây để vô trong giẫm trong nó nằm khoảng 20 phút nữa. Thì trở ra ngoài là bác sĩ nó nói hết kịp. Lúc chết. Cô mà vừa về tới đây là vô buồng nằm luôn. Vô buồng nằm luôn. Đi thuốc vô nhà sau nằm luôn. Giống. Nằm giẫm vậy. Ở sau có cái giẫm nằm dưới giẫm. Lúc đó về cô có không có nói gì mệt mỏi hay là như thế nào luôn không hả? Không có nói gì đến thì đi thì mình cũng y như một bữa hàng bữa nó đi rồi về nó mệt rồi. Rồi đi thuốc vô nhà sau vậy thôi. Đâu biết cái dương biết cái vụ gì đâu. Hằng ngày cô với chú là chỉ có đi chặt bắp chuối hả? Chặt cây chuối hay là bắp chuối? Bẻ cái bắp chuối, rồi nhổ ra phần cua. Nhổ ra phần cua. Rồi bẻ ba cái lá sâm về ăn rồi vậy đó. Nó bẻ mới đó đem về chợ bán cái chèo nè. Ngoài này có cái chợ cái chèo nè. Bắp chuối đem ngoài bán cho người ta. Rồi ở nhà thì nói chung ở nhà bẻ đi mốt trên đó được như được rồi về nhà rồi mốt. Vậy nhà cũng mất bắp chuối nhà thêm nữa. Cái nguồn thu nhập của cô là đi làm, đi hái bắp chuối đó.
Ừ, thì nó ngày ngày làm cái nhiêu đó đó. Yeah. Cứ đặt mấy cái lú, nó ngay. Lú được, ổng bị bệnh ngay rồi, được. Nó ngay tôi thì tôi đặt lú mấy năm trước là tôi chưa bệnh, tôi đặt 50-60 cái lú lận. Sống ngày ngày lú rồi đó giờ. Yeah. Rồi kế nó phát bệnh 2 năm nay rồi bệnh cái tôi đâu xuống nước được. Yeah. Rồi bắt đầu tôi sắm mấy chục cái lọt ba khía tôi đi đặt vòng vòng trên bờ nè. Rồi cái nó mổ mắt 2 tháng nay. Mổ mắt 2 tháng nay rồi cái tôi đâu có bằng ăn gì đâu đâu, thì ngồi chỗ vậy đó, rồi nhỏ thuốc. Yeah. Rồi đi khám bệnh rồi vậy đó. Cô năm nay bao nhiêu tuổi chú? 59. 59. Cô tên gì chú? Phạm Thị Thu. Cô Thu, 59 tuổi. Chú là nhiêu? Tôi hai vợ chồng cũng đồng tuổi cho vợ. Đồng tuổi luôn. Gắn được gắn cái. À. Cũng gắn luôn hả? Gắn luôn, gắn được. Ờ. Gắn này cuối cùng gắn cắn luôn. Gắn người thì gắn nhỏ, gắn bự, gắn bự. Cái nhà này con cũng nghe nói là của nhà nước hay là của nhà thờ gì đúng không chú? Nhà thờ. Là mình không có đất đai ruộng gì hết, không đặc biệt không có cục đất nào hết, ở đậu năm nay nữa 20 mấy năm ở tại đây cái đất trên đê nhà nước. Vậy đất này là đất của nhà nước, cái nhà là của nhà thờ. Ừ, này đây không có nhà nước mà. Tạm thời nhà nước cho ở đây thôi chứ như có làm thì phải dỡ đi chứ. Bởi vì hồi trong khi hôm năm rồi có mấy chả có làm cái vụ đi kêu qua mời 3-4 người lên qua rồi ký tên nha. Bây giờ nếu ở thì cho ở, để ở thì cứ dân ở, nhưng mà nhà nước có quy hoạch làm cái lỗ bự thì phải chịu khó nhờ. Ra lấy lại là mình ép buộc phải đi. Của nhà nước mà. Dạ. Còn mình thời nhà nước cho ở thôi. Còn cái đồ xài của mình như vậy, bây giờ mình không có cái nước phan gì đó, chứ cũng không qua cho ông rồi hứa cam kết. Chừng nào mà có gì rồi là làm cái đây là mình bỏ của mình. Dạ. Đúng. Cái là không có bồi thường cho nước đó. Dạ, cái đó là đúng. Mình phải chịu. Mình chịu ơn mình. Này là cắt lâu chưa chú? Cái nhà này hả? Dạ. Cái nhà này cắt hôm nay nữa 2 năm rồi. Dạ. Hồi chú trước là đó là ở đâu? Rồi hồi trước gốc hồi trước là ở Quận Phú. Ừ. Ở chợ trên đó mình không có nhà cửa vậy luôn. Ở hồi trước ở đó là ở gần bà nội. Dạ. Bởi vì vườn vườn tự bà nội đó. Rồi ở đó rồi sau này rồi chú ông xuống quá. Ông mới lấy về lại. Lấy về lại rồi bây giờ mình đi bắt buộc mình đi qua bên đây mình kiếm chỗ mình ở mình bằng mướn. Dạ. Mình mướn đặt lú rồi sống. Chứ con có cái chòi nhỏ xíu dưới kia kìa, ngoài đặt lú với mấy sông kia kìa, sao nãy bây giờ lên đây đó. Dạ. Yeah. Ừ. Có cái chòi nhỏ dưới mé dưới đó, nhỏ dưới. Rồi, cô là chôn cắt ở đâu chú? Chôn tới bên Gạch Láng mà. Gạch Láng. Phú Mỹ A vô. Dạ. Là sao ta từ đây đi sao? Xa. Đi sáng bây giờ mới về tới rồi. Đi bằng đêm về 4 tiếng rưỡi. Đi xa. Rồi 4 tiếng rưỡi luôn hả? Bên đó là đất của ai hay là sao? Ông và vợ. Dạ. Bà và vợ, ông và vợ mất rồi. Đất của cha mẹ quả. Dạ, bên vợ rồi bà và vợ kêu thấy gì thôi bắt đất gì rồi bà vợ kêu thôi về cho chôn mà nằm dưới chân ông bà vợ. Dạ. Thì đất đâu ra đất đâu chôn buộc phải đem gì bản chôn chứ đất đâu đâu có chôn. Dạ. Đi về ở gần cha mẹ. Cô mất là bữa ngày mấy chú? Mất trong bữa 22. 22 là mấy tây ta? Âm lịch á. 3 ngày. Bữa nay là mở cửa mã luôn. Bữa nay ngày bữa về chút xíu nè. Bữa nay 25 hả? 3 bữa 25. Dạ, bữa nay mở cửa mã. Vậy là chú mới đi về đây, mở cửa mã về. Mới về cái chột. Dạ. Đi vỡ đậu như xong chưa đi trả ra, đi mượn ra để cái vỡ ta cho mượn cũng đỡ. Vậy là từ hôm bữa mà cô bị đó là mình chở ra bệnh viện là mắc không ạ? Mắc ở đây rồi hay là mắc bệnh viện? Mắc ra bệnh viện, trở ra ngoài bệnh viện chết đi trong bệnh viện luôn. Dạ. Chú có 3 người con hả? 3 người con. Dạ. Con cái gần đây luôn chú? Hay con là... cái ở xa đó. Một đứa thì gã về tới Tân Biên vậy đó. Tân Biên An Giang. Tân Biên đó. Rồi một đứa thì dưới Gạch Tàu. Dạ. Còn một đứa thì ở bên Vách Nước. Dạ. 3 người con gái luôn. Một thằng trai. Một trai. Điều không ở chạy đi 2 chồng không à. Bởi vì nó có chồng bây giờ rồi chết gì, gã nó đi hết. Giúp đó. Tôi đi hết rồi. Còn 2 chồng sống 10 mấy năm nay 2 chồng sống mình nên 2 chồng người chèo vậy đó. Dạ. Nó có tôi đi hết rồi lâu rồi. Thì bây giờ nó mất rồi thì giờ tôi còn sống tôi ở mình nên. Thì con đứa nào vài bữa thì nó chạy về nó thăm. Dạ. Ai rảnh thì về thăm. Giờ cô mất thì giờ còn mình chú ở đây thôi. Ừ. Chú có ở với đứa cháu nào không? Có một thằng cháu, có thằng cháu mà cháu nó đi mổ còn mổ bú hạch Midan. Dạ. Mới xuất viện. Là hiện giờ đang ở với chú hay là sao? Chắc nó bây giờ chờ cho nó lần rồi mượn nó qua ở U Hỷ vài bữa rồi nó nhớ em nó thì cha nó nhớ gì bệnh. Dạ. Anh cũng ở gần đây anh. Ừ, đó trong này nè. Dạ. Thấy hoàn cảnh của anh Hoài vậy anh cũng bơ ổng
Anh mới điện cho em đó. Dạ. Chú giúp giúp giùm. Dạ. Ông tội thấy ông sống nào giờ đây ông cũng hiền với thêm sống nhờ của nhà nước. Nữa. Dạ. Đất đai của nhà nước nữa, ông có đất đai thấy tội nghiệp đó. Dạ. Đây nè cô chú anh chị, mình cho con vô nhà tí ha cô chú. Dạ dạ. Vô nhà. Nhà này là của nhà thờ cho cô chú anh chị, đây là linh vị của cô nè. Để mà thắp cô ngàn hương. Bữa nay là đúng 3 ngày, bữa nay là mở cứu mạng đó cô chú anh chị. Sớm nè. Dạ. Có, đưa cho bác không? Hai thằng dưới thằng nào hiện chân trời. Chú anh chị, đây là giống như cái nhà này là nhà sàn. Đây là giống như là nhà sàn của chú anh chị. Này là thấy sao nó đi thấy nó hiu hiu vậy đó. À. Chị là con của chú hả? À, chị con thứ mấy? Thứ ba. Ừ. Là lúc đó mình hay rồi lúc nào? Hay là điện về hay luôn vậy? Em ở nhà làm. Nói chung là cha cũng không có nhớ để điện nữa. Thằng này là thằng cháu còn có anh thứ hai. Nó mới điện, nó nói con ba ơi nội chết rồi. Em không tin, em mới nói con có nói lộn gì không Nguyễn. Tại vì mẹ em đâu có bệnh hoạn gì đâu. Cái mít cháu mới nói là, ông họ nói là bà nội bị rắn cắn. Đó rồi lúc đó thì em có cách về là lúc đó là đi cho qua chồng đi cho chèm. Đây là con em. Đứa con. Dạ. Con là sao? Con là cháu nội. Cháu nội. Là chị ở gần đây không? Em ở đất mũi. Đất mũi. Đất mũi là chắc xa. Đó, em không biết. Dạ, tận cùng đất mũi. Ừ. Ngon không? Ngon. Ở trong đây em thấy nó vắng vẻ quá, hằng ngày là cô chỉ có đi đốn chuối đồ đi bán dạ, thôi nè. Dạ mẹ em thì thường hay đi lên trên đê đó đó rồi hái này hái nọ vậy đó, bắp chuối rồi nói chung là cây qua lá vậy đó chứ dạ. Không có gì đâu. Thường giờ đi hăng mà sống thì lúa đó đặt cái xong mà trong thời gian này coi như là không có đặt nữa, đặt không có, là cha em bệnh đó, rồi không có làm nữa. Mình về đây rồi chừng nào tính về bệnh. Em ở đây với cha vài tuần cúng mẹ cho ổn ổn đi rồi em về là cho cháu học, bây giờ bỏ nó không học được cũng không được. Bây giờ có hai vợ chồng về chú mắc ấy cô mắc bây giờ cũng buồn mình ngủ hỉ. Em ở cho cha nguyên mai về cái thằng cháu này nó tại nó đã nghỉ học rồi ở với cha nó thì giờ kêu nó qua nó ở với mọi hữu hỉ với ông nội thì tới tuần gì đó thì mấy cô tập trung đi lên. Ngày thường cho nó ở với nội hữu hỉ. Rồi em cảm ơn chị ha. Dạ. Ăn nha con. Dạ. Đây là con gái luôn hả? Dạ, gái út. Gái út. Mình mời ra trước cô chú anh chị. Đây nhà thấy ra cô chú anh chị thấy không? Nhà này của đất nhà nước nhưng mà cái nhà là của nhà thờ cho của chú. Ở đây chú cũng biết đàn cổ nữa hả? Con mê ca cổ lắm luôn. Biết đây rồi. Dạ. Thôi lúc là... buồn mà giọt chơi. Dạ. Hồi là con ông cũng mê cái đam mê cái vụ đó rồi hồi đó mười mấy 15 16 tuổi cũng chơi trầm lắm tới giờ. Nó có buồn buồn thì chắc chiều cái đem ra già không bằng gì cái chiều cái chặn dạng cái sách ra. Mình làm một vài bản chơi vậy đó. Dạ. Thôi thì xuống đây thì con cũng con mẹ kìa. Chia sẻ với chú là Mạnh Thường Quân chị gái giấu trên 2 triệu ha trước tiên. Thì sau đó nếu mà con có đăng tải cái clip này lên á, nếu mà chú có thể hữu duyên đến những cô chú anh chị Mạnh Thường Quân á thì lúc đó thì con sẽ trao sao. Trước tiên con sẽ gửi 2 triệu của chị gái giấu trên. Rồi, cảm ơn anh nhiều ha. Cảm ơn chú. Giúp anh hai gì được cũng mừng cháu. Cảm ơn. Đây là chị gái giấu tên. Trước tiên thì con gửi 2 triệu. Dạ, 2 triệu à. Dạ, đưa chú. Đủ rồi thôi. Dạ.
như là cho quay cho đi trên cầu chân đồng thấy thấy dạ dạ có xuống đây mình quay ở đây tại nhà thôi cũng mừng rồi khoan ra nghèo khổ mà giúp gì được. Cảm ơn chị gái đó. Chích 2 triệu của quỹ của chị gái giấu tên, còn sau đó con đăng tải cái clip này lên á. Chú cứ cắt đi, cứ cắt đi được rồi. Cứ tự nhiên đi chú. Còn như có ai không chợ nữa thì cứ tính sao. Tính sao, dạ đúng rồi. Giờ mới ban đầu thì lúc đầu là cho làm cho đặng gia đình chạy qua sợ phí qua cuộc đời trước nè đám gì. Còn sao nữa có con giúp á, thì cộng đồng thế giới mà. Dạ. Thì coi như tôi giúp được nên tính sao, bây giờ chưa dám nói. Dạ. Dính lưới à? Dính lưới bị gì con gà sao ăn, lấy lưới gào, lưới một con gào đặng dùng cho gà nó bươi. Ừ. Rồi cái thằng này nó đi răng mà đêm ăn cái mắt thì lưỡi mà nó ló ra khúc dày, ló đầu con dày. Mà cái đường này người ta đi chợ về ban đêm nó gặp kìa, bò qua đưa cái đầu lên phùng mới mới cầm cái đèn pin mới gọi gì nè, đang gọi đang tính là đang gọi bắt cái sâu đó, nó ăn lá tắc nó thấy sốt ruột, rồi cái thập tay vô tính bắt, rồi thập tay vô còn bao nhiêu rồi nó thối tới à, giật cái tay ra cái gọi cho dòm cái đèn, lấy đèn gọi dòm cho kỹ gì thấy nó bắt đầu mới giật cây nè, chết đập chết nó. Mắt mờ mẫm ban đêm rồi đi bắt là bị gì mà bởi vì mình thấy nó ăn ba cái tắc mình sốt ruột, mình trồng cái cây cắt mình cưng. Yeah. À, hôm bữa cũng bò vô nhà anh luôn hả? Bò vô nhà con, thằng con đang nằm coi tivi nó bò ngoài, nó bò vô nào nó la mẹ ơi con gắn, thì bắt đầu là ở ngoài hai vợ chồng chạy vô thì nó bò sát bên thằng nhỏ ở ngoài mà gắn hổ luôn, gắn hổ cỡ nửa bên tay nè. Nghe ghê quá vậy ta, dùng này gắn gì không, dùng này sao giờ tự nhiên hổ quá trời luôn rồi. Bà già là đẳng phải văng tay lưới, mà sợ phải văng vòng ngoài hậu hè chứ không gầy ba bốn con bà không gắn hổ hả? Bây giờ mới biết cái người nào mà đào gắn xuống kiếm hang dám có lắm chứ đừng nói nhiều luôn á. Gì ta hổ năm nay dữ thiệt, hổ vòng vòng ngoài vuông mình còn ngoài nhà có con hồ ra nhà thủ bò vô liền liền luôn. Cái hổ, cái hổ không à, cái vùng này nó bịch quá theo cặp lộ thì bịch. Mà ngày xưa không có anh, sao có năm nay dữ vậy nè. Ừ, hổ thiệt. Rồi. Hồi đó giờ không có cái hổ luôn đó, mà có năm nay quá trời luôn đâu dữ trời không biết. Cái mấy cái ông đặt gắn ông bỏ thuốc nhiều quá. Sao không dữ trời trời. Nếu bỏ thuốc thì gắn phải đi chứ là. Đó, bỏ thuốc đi lại. Ý là đặt bẫy hả, cho nó nghe mùi nó bò lại ha. Nó dụ mình đó, nó trời dụ, ơi, cái đó làm kiểu đó chết mình đó chứ. Trời, mà cái nhà chống quang gì chứ không phải mà có bịch gì đâu, nhà nản chống lắm. Mà nó bò vô vậy đó, nó bò hồ nào vô, mà nó bò kiểu đường sao, đường nào không biết mà nó bò vô cái nhà. Ông cậu mày sáng qua. Có cái hổ. Con sao lắm á. Cả nửa kilo. Sáng qua rồi. Ở người ta. Nghe mẹ mày mắc gì đó, thì ông cậu sao lắm rồi. Cái hổ nó dữ lắm. Ông thầy tụng này nè. Thì anh thấy giờ là lại bà vợ chụp bà chỗ vô thì cái đầu nó đưa lên cỡ này rồi nó phù qua vô lợi vậy nè. Ướng chết luôn. Nói chung nó mà cắn một cái mình không có cứu kịp là tiêu. Ghê quá. Rồi giờ ra là mỗi nhà đặng là ba người ngồi cây đèn hết, ra là đầu quơ. Quơ trước rồi sau rồi quơ với dòi mới dám đi thấy ớn chứ. Thêm nhà mình nhà sàn nè. Nhà sàn thấy ghê quá chú. Rồi bao nhiêu bữa nay tôi kêu mấy nhỏ về nó bên tạc dọn cái khu vực này cho trống. Dùng dòng đi dọn trống. Có mình lên tôi ở nhà. Tôi đó chính quyền phát đó. Nghe qua đây Đức là chính quyền đem phát khỏi nó bịch mé nữa. Dạ. Yeah. Thấy gì nghe cũng dội, người dân quyền vận động đem phát dài chống chống cái đó là quê phát bà chết quê phát. Thấy quá trời, nãy lúc mà chạy vô đây cái đường thấy nó bịch đó là còn nó xuống lần nó còn bao nhiêu thôi nè, giờ phát tôi thấy được chống là đỡ rồi, không được bịch nữa. Là ở đây là mình thấy gắn hổ hoài luôn hả? Trời ơi, dữ luôn. Trời ơi, nghe ghê quá ta. Sao hổm dài tính kiếm cái số điện thoại của mấy người mà đào gắn đó mình hỏi đại giờ có trường hợp gì đó, đây giờ gắn bự cũng có, gắn nhỏ cũng có, kêu mượn ta xuống kiếm giùm á. Thôi coi có không chứ đằng đẳng là đằng nhà đằng đẳng là chỗ nhà bà già là dân là xe hè dính hổm gài là ba bốn con nào cũng lấy nửa ký không. Ghê thiệt. Dính mấy con luôn. Còn cái nhà kế bên nhà của em ăn là anh thấy là bả cái bà cầm nhà là bả gặp hoài luôn. Nó gặp nên nó gắn hổ hoài luôn. Nó chẳng kỳ rồi, nó bò bằng ngày. Bởi vì hồi mình bằng ruộng đó, cái bờ nó thấp. Dạ. Yeah. Thì đẻ ra có khi nó bị ung trứng. Dạ. Yeah. Còn bây giờ làm vô bờ cao không à. Nó đẻ nhiều thì nó đạt chứng nhiều, đâu có chết con nào. Dạ, yeah, không chết ha. Thành ra từ chỗ đó mà sinh ra gắn nhiều. Con này gắn nhiều. Nói chung mà nó sống một con rồi nó đẻ ra liền à. Nó đẻ ra biết nhiêu. Chứ đạt chết cho nó con kéo lên cần 950 gram. 950 gram luôn hả? Là ngay trước cổng trước nhà luôn. Ngay trong trước cửa chỗ đó. Trời ơi. Cái đường trần đò đó. Người sách đây kia cho thằng kia nó nấu cháo nó. Chung mà cô chú nào mà xem được cái video này ở nhà mà gần cây cối quá thì cẩn thận tí.
dùng cái này cá lưới đó coi đi coi coi chừng dính điểm đó nó dính lưới đó dính lưới chị đó bây giờ chồng rồi lấy lưới nó bò nó dạng dữ gì luôn á ta ông nói hổng đây dính con đó nè chỗ này một con đó hả trời ơi ngay bên đây nè của chú anh chị ngay bên hè của hai chú này một con đó con ba lớn nè tay cá con này nhỏ con đó chín rưỡi ra con đó ăn này gắn được năm nay gắn dữ thì trời. Trời. Là hôm bữa đó là mình coi cô bị cắn là dấu găng gắn hổ. Rõ ràng là gắn hổ. Bác sĩ hai ba thằng bác sĩ là nó nói chính xác là gắn hổ. Dạ. Mình tím luôn rồi. Còn gắn lục là nó cắn Yến này không có lục đỏ. Không có gắn lục đỏ hả? Có gắn lục xanh mà được ít lắm, lục đâu cắn không có sao. Dạ. Lục đỏ cắn mới chết. Dạ. Lục đỏ. Là... Không dùng này chưa có lục đỏ đâu. Ờ, này không có. Dùng trên chảnh có dùng này không có lục đỏ. Gắn hổ thì giống như gắn lục đỏ chưa đấy. Ở đây cô Trần Diễm có hồ nước lắm nghe. Có một năm nay là gắn dữ nè. Đúng thiệt chứ trời trời. Con đi vô hang là con gặp dấu nồi nó bò mày qua mày lớn nè. Thấy người thấy giận ốc luôn, thấy tự mà nói chung nó ngộ nha. Hồi trước mình làm ruộng đây phải có người hổ hồi biết trước. Cách nào giữ nó mới được đào ở bắt đen sao. Còn cái hổ bây giờ nó không có màu đen. Nó hơi bạc bạc. Này như cái hổ xem hổ sáp á. Ừ nó màu hơi vàng vàng hơi bạc bạc. Chứ hồi trước á là con nó hổ nó đen thui. Mà bây giờ nó không có đen. À, đã thì đập chết dở lên ở dưới này thì ba thang là chắc cứu không đi đường nào vậy. Ở trên có mặt nạ đâu phải không? Thì nó là ba thang. Mà ghê quá. Giờ thấy ghê quá Đà Nẵng gặp. Thứ đó là bằng đêm nó đi. Bằng ngày gì nó bằng ngày mát trời là mấy cái bò bịch ra là nó cái này mấy lộ này mày chờ mưa mới lâm găm ngang cô Trần. Bởi vì cái loại nó ăn cóc. Yeah. Đi cóc ra đó, ông đốt luôn. Nó bò đi ăn bắt cóc ra. Ăn con cóc hả chú? Ăn cóc chứ. Ăn cóc chứ chuột. Nó ăn cóc không? Yeah. Cóc với chuột. Thì loại đó nó ăn chỉ có hai món đó. Nó phải ăn cóc dữ trời. Bởi vì thành ra cái nhà ông lắng hồi sáng đó, ông xuống đây đó. Xuống đây ông đi về. Đang do đem xe di xuống đặt đó. Bởi vì biết sao vòng nhà mình nó có rắn nhiều không? Ở ngoài bờ vuông nó vô là nó vô tìm gì gần nhà mình là bị con cóc. Bằng đêm đa số trong nhà mình là vòng khu vực nhà mình là cóc nhiều. Thành ra nó mới phái vô nhà mình là nó kiếm cóc ha. Thành ra con trùng mưa con trùng nó nhiều đó nó cóc ăn. Thì không thèm kiếm cóc gặp nó thì nó theo cóc. Gần nhà là cóc nhiều. Nó mới buông luôn. Con xe hoành hè qua thấy bực quá. Thì bữa nay mà ngoài bây giờ nó phát cho nó trống trống rồi dọn nó trống trống rồi. Bây giờ chồng ba cái đồ rồi lại vợ tôi để ba cái thùng mút nó bỏ thân luôn chồng. Nguy hiểm gì chứ nguy hiểm lắm. Dạ. Nghe ớn luôn á. Đi ham trồng đồ lắm. Thì trồng đồ, chuối, bọng đồ, cây của ba chồng nhóc hết trơn luôn. Dạ. Thì nó bịch thì mưa sụp sùi thì nó kiếm cóc. Thì mình đâu có biết nó ở chỗ nào, riêng thì ngay chanh. Dạ. Thì nói chung là giờ cái cuộc sống không có đất đá thì phải lấy gì trồng. Bây giờ một cái bắp chuối ở chợ thì bán cũng được 5 ngàn. Bắp chuối này là của người ta hay là bắp sao chú? Bắp chuối ở nhà cũng có mà ở nhà bẻ giết rồi nó chưa tới đợt. Dạ. Chưa đợt bẻ cái nó hết rồi. Cái đi lên trên đây trên đi kiếm chuối nó nhiều đi kiếm mót cái vụ nó mót bữa được 4-5 bắp đi thấy bắp chuối thì vô bẻ vậy đó bẻ. Của mình không xin sao không cái đó của nhà nước đây nhà nước cũng lộ gì luôn gì cũng lộ gì bây giờ hàng chuối ở đây là của nhà nước hết hả của đây nhà nước mà chuối là chuối của tôi trồng bị dạ. Ở xích đằng kia một chút cũng có học của người ta luôn người ta trồng là của người ta còn đặc biệt từ cái đó lên cái đê đó từ đó lên trên chảnh là của nhà nước. Yeah. Có khi nó phát chém chuối bỏ luôn yeah. Bị cái cây nào ra ra gần lộ nên chém bỏ luôn yeah. Là không ai nói cho bị của nhà nước dạ yeah, của nhà nước ha. Còn cái này là của dân trồng của ai mà có người khúc gì đó người khúc ta trồng ít ta ăn gì đó dạ yeah. Chú già chú còn thấy chú già có ba thì ba bụi mà ra bao nhiêu đó có ba bụi mà ra nó lan ra vậy đó hả trồng rất tốt chiếc ra đó ở đây sinh từ một không có rồi ha mới đi yeah. Từ một giờ có chín bùn hoài nào cây nào không chú bây giờ chưa chín bây giờ có hoài già cũng gần chín mới rồi còn mà già dữ rồi chỗ này yeah. Con thấy hoài nó non mà đã hoài nó thấy đâu chín đâu không chẳng nhớ đó chẳng nhớ có hoài đang già trái cũng non trái non cái này là mình bán nải hay bán ký chú lúc nó nhiều quá đó yeah. Cái lúc nó chín đến chín mà nó ít ha là lúc mà U Minh không đem xuống gạch chèo chợ nhiều á là lúc chú nó hút có giá không có giá thì tôi bán một quầy một quầy 150 tám nải chín nải thì bán 150 còn ông ngoài chợ thì nó bán ký còn cái sau này U Minh nó đem xuống gạch chèo nhiều quá cái nói quá cái là một quầy nó là 8-9 nải hả 9 nải 10 nải nữa 9 nải 10 nải nữa một quầy chuối là có khi là nếu mà nó tháng mưa là tốt là hai người khiêng bự luôn à dài quá một nải 20-20 trái dạ nãy hai mấy gan cả gan mình dài quá mà chín nãy mà 150 ngàn à 150 ngàn
tính ra nãy 20 ngàn, không được 20 ngàn. Còn ngoài chợ thì nó bán, nếu mà mình ra chợ mua thì nó bán ký thì một nãy tới 30 mấy ngàn. Đó rồi tới sau này nhờ U Minh nó đem xuống nhiều quá, cái mình lúc đó mình bán thục rồi lại một quầy còn 100 ngàn. Bán mão gì lên 100 ngàn. Rồi có từ lúc nó đem xuống đột ngột quá, cái không ai mua, cái rồi cái không ai mua cho cái cho người kia ăn, vòng vòng sớm cho ăn, ăn không kịp cái thảy cho cá ăn. Không mà cái thứ đó ngộ lắm, nếu mình ăn không kịp qua bữa sau là đúng là đúng. Nó đen không? Ở trong ruột nó làm giống bị dòi. Ừ. Trong ruột nó bị dòi. Mạnh cũng thay mặt cho gia đình chú hai cảm ơn chị gái giấu tên. Thì cũng nói gì đó gì cảm ơn quay lên chú hai có muốn nói gì không thì cảm ơn đi nếu mà mấy chú mà giúp đỡ gì thì tôi cảm ơn cái người ấy là cái người giúp cho cảm ơn cái người mà giấu tên giấu tên á tôi được 2 triệu ông cũng hiền, ông nói không có nghe chú ngại cũng hiền cũng hiền vì trong cái cuộc đám thì không có gì hết trơn thì cũng nhờ anh em bà con là giúp đỡ mà được đóng góp được bao nhiêu thì gia đình cũng cảm ơn đối với là cái người cái cô giấu tên đó. Dạ. Vì đây không biết tên gì mà để ra nói nhận tên thôi, giờ cô cũng thông cảm. Dạ. Vì, được giúp được cho gia đình gì thì cảm ơn cô nhiều. Bước mà ủng hộ mà giấu tên là cũng là không chị đó là rất rất là nhiều tại giấu tên ha. Chị đó là thôi vậy cảm ơn chị đó nhiều. Dạ. Mạnh Thường Quân có tâm lòng giấu tên. Dạ. Cái Mạnh Thường Quân giấu tên cũng tính ra cũng tốt, cảm ơn nhiều. Rồi thôi Mạnh cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây. Thay mặt cho tất cả của gia đình của chú hai, cảm ơn những cô chú anh chị. Rồi Mạnh xin chào ạ.